chọn một đời. Yêu như ngày đầu đôi ta chung lối. Gom mây trời đang có mặt tại Thuận Thành Băng Ninh để ghép một bộ đẩy công suất cũng như là một đôi loa rất đẳng cấp. Hiện tại thì anh Phương đang ra ngoài để ngắm nhìn cái bầu không khí ở ngoài này. Khu này là đất công nghiệp cho nên là người dân ở đây rất là giàu, toàn xây nhà 3 tầng to vật vã. 3 tầng mà tầng đôi luôn đấy. Bác đang sử dụng những cặp loa rẻ tiền. Bây giờ là khi mà biết anh Phương là chuyên hàng mít nòi thì bác đã đến với trung tâm điện tử anh Phương. Đấy. Đôi này lá nó mới đá. Bác chủ đang test. Hay luôn đấy. 5-2-5. Hay. Đi về ghép lại cờ đào khác thì chọn với mợ. Bác đang sử dụng con mang Ok, hôm nay thì anh Phương đang phối ghép một bộ dàn máy nâng cấp cho một bác ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Với này một cái không gian nhà vẫn còn vừa mới thơm mùi sơn mới. Đấy. Thì cũng chưa về đến nhà. Nhưng mà với gọi là tinh thần yêu âm nhạc thì muốn cái ngày gọi là khi mà tổ chức tiệc tân gia thì phải có những cái bộ dàn máy thật hay để phục vụ anh em. Thì ngày hôm nay bác đến với trung tâm điện tử Hành Phương để phối ghép một đôi loa đẳng cấp. Đó là đôi loa bát kép của JBL 525, 2 bát 40. Con bát dưới này có nhiệm vụ đánh giải bát sâu, tức là tiếng như gần như tiếng súp. Còn bát trên này đánh giải trung trầm, còn con trên này đánh giải tép. Cho nên là với một không gian như thế này chúng ta có khi không cần súp nó đã hay rồi. Tiếng bát rất đầy. Và hơn nữa thì cái không gian ở nhà bác này rất là rộng, thông nhau. Và phóng ra cánh đồng này, nếu mà hát mà hát thế này hàng xóm thì có khen. Crow thì đương nhiên là ghép với JB quá đẹp luôn. Còn ở đây thì bộ của bác đã có sẵn một con Jaguar Surang hàng của Sài Gòn KM202. Con này là xử lý vàng nhại, còn đâu trước mắt thì tạm thời cứ sử dụng hai con này, con nâng tiếng idol của Trung Quốc. Đấy. Đây các bác này. Hàng cứ cái hàng của Trung Quốc thì dùng vài năm bắt đầu nó bong chóc. Đấy, hàng Mỹ thì vài chục năm nó vẫn thế này. Đấy, các bác thấy cái độ khác biệt chưa? Một bộ mic bãi. Ok. Dàn máy này các bác đã được test nghe thử. Mọi chi tiết hãy gọi cho anh Phương với số máy 0971998555. Anh Phương sẽ phối ghép cho các bác những bộ khối hình âm thanh như ý. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.